thói quen vào buổi sáng làm tăng cân, mở bụng nhiều hơn. Hàng ngày, chúng ta thường duy trì những thói quen tưởng chừng như hết sức bình thường nhưng chúng vô tình lại gây khó khăn cho việc duy trì cân nặng, gây tăng cân mất kiểm soát cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu không muốn quá trình giảm cân của mình đổ sông đổ biển hãy bỏ ngay những thói quen tai hại sau đây. Số 1 không uống nước. Để tăng cường cơ hội giảm cân thành công, một trong những cách tốt nhất và dễ nhất là bắt đầu một ngày mới với một hoặc hai ly nước ấm. Uống nước ấm vào buổi sáng sẽ giúp làm sạch hệ thống đường ruột và thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Nó cũng sẽ hỗ trợ trong việc giảm sự thèm ăn và lượng calo trong ngày. Vì thế, hãy bắt đầu một ngày mới với một ly nước ấm và uống nước suốt cả ngày để thúc đẩy giảm cân nhanh hơn. Số 2, ngủ quá nhiều. Tương tự như thiếu ngủ thì ngủ quá nhiều tác động không nhỏ đến cân nặng của bạn, bởi khi ngủ, cơ thể nghỉ ngơi sẽ khiến lượng calorie không thể tiêu thụ được. Quá trình này được duy trì dần sẽ chuyển hóa thành mỡ. Một nghiên cứu cho thấy ngủ nhiều hơn 10 giờ mỗi đêm có thể làm, làm tăng chỉ số khối cơ thể bởi nó tác động và làm trì trệ hoạt động tiêu hóa trao đổi chất. Do đó, bạn chỉ nên ngủ mỗi ngày khoảng 7 đến 8 giờ, đây là con số vừa đủ để tránh tình trạng tăng cân. Đồng thời bạn cũng nên nhớ ăn trước khi đi ngủ khoảng 3 tiếng là được. Số 3, làm mọi thứ trong bóng tối. Nếu muốn giảm cân, hãy mở rèm cửa sổ để ánh sáng vào nhà ngay sau khi bạn thức dậy. Sóng ánh sáng màu xanh từ mặt trời buổi sáng sớm thúc đẩy sự trao đổi chất của cơ thể và có tác dụng thức tỉnh cơ thể bạn. Điều này rất có lợi cho quá trình đốt cháy chất béo, tiêu hao năng lượng dư thừa. Thậm chí, nghiên cứu còn cho rằng tiếp xúc 20 đến 30 phút của ánh sáng vào buổi sáng là đủ để ảnh hưởng đến cân nặng của bạn. Số 4. Chờ đợi quá lâu để ăn sáng Chờ đợi quá lâu để ăn sáng cũng có thể kích hoạt tăng cân vì cơ thể bạn cần năng lượng để kích hoạt chức năng của nó. Ngoài ra, dạ dày cảm thấy trống rỗng và tăng sản xuất dịch dạ dày có tính axit để thích nghi với cơ thể đang đói. Dạ dày để lâu quá mới được ăn sáng có thể dẫn đến viêm và các triệu chứng của viêm dạ dày. Vì vậy, nên ăn sáng trong vòng 1 giờ đầu tiên ra khỏi giường. Trên đây là bốn thói quen xấu vào buổi sáng khiến bạn tăng cân vù vù, mở bụng dày lên trông thấy. Hãy bỏ ngay để có sức khỏe tốt nhé. Chúc bạn vui vẻ.